Như quý vị có thể đang nghe, virus corona mới, còn được gọi là COVID-19, đã lan rộng khắp thế giới. Đây là cách quý vị có thể giúp ngăn chặn virus này lây lan sang chính mình và những người khác. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước. Chà hai bàn tay với nhau ít nhất 20 giây trong lúc quý vị rửa tay. Việc thực hiện điều này rất quan trọng khi quý vị về nhà và trước khi quý vị ăn hoặc chuẩn bị thức ăn. Đừng chạm vào mắt, mũi hoặc mặt của quý vị. Virus có thể tồn tại trong một thời gian dài trên các bề mặt thường xuyên được chạm vào. Nếu quý vị chạm vào những nơi này và sau đó chạm vào mặt mình, quý vị có thể truyền virus và có thể mắc bệnh. Ho hoặc hắt hơi vào khuỷu tay của quý vị hoặc vào khăn giấy. Ném khăn giấy vào thùng rác và rửa tay. Nếu quý vị kiểm soát cơn ho và hắt hơi của mình, nó sẽ giúp ngăn chặn lây nhiễm virus cho người khác. Lau, rửa và khử trùng những bề mặt thường xuyên được chạm vào mỗi ngày. Đừng quên tay nắm cửa, nhà bếp, phòng tắm và điện thoại di động. Ở nhà, cứu mạng. Tránh tụ tập và tiếp xúc gần gũi với những người không sống cùng quý vị. Đừng bắt tay hoặc chạm vào người khác. Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với những người xung quanh. Khoảng cách này làm giảm đáng kể khả năng lây nhiễm hoặc lây lan virus. Quý vị vẫn có thể vẫy tay và thân thiện với người xung quanh. Càng tiếp xúc nhiều với nhiều người, nguy cơ nhiễm virus của quý vị càng tăng cao. Đây là lý do tại sao ở nhà thì an toàn hơn. Hãy đảm bảo rằng quý vị có thực phẩm và thuốc quý vị cần trong thời gian ở nhà dài hạn. Gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn bè hoặc người thân có thể cần sự hỗ trợ, đặc biệt là những người dễ bị nhiễm bệnh nhất. Điều đó bao gồm người từ 65 tuổi trở lên, người có bệnh trạng nghiêm trọng, bao gồm các vấn đề về phổi và tim, bệnh thận hoặc tiểu đường, người có hệ thống miễn dịch bị suy giảm, hoặc phụ nữ có thai. Tránh tiếp xúc không có nghĩa là quý vị không thể liên hệ với những người thân yêu. Gọi cho ai đó và trò chuyện. Đi hít thở không khí trong lành. Giúp đỡ người khác nếu quý vị có thể. Cập nhật thông tin bằng cách gọi 211 trên điện thoại của quý vị hoặc vào trang www.mocal.us/COVID-19. Giữ an toàn và làm phần của quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn này.